Ngày 29 tháng 4, Đoàn Thanh niên xã An Phú đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 tới dự và tặng hoa chúc mừng có đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Ban Thường vụ huyện Đoàn, tổ công tác của Ban Thường vụ huyện ủy phụ trách xã An Phú, lãnh đạo địa phương. Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn Thanh niên xã An Phú đã có nhiều khởi sắc và bước phát triển mới các mặt công tác của đoàn thanh niên được triển khai sâu rộng với nội dung hình thức đa dạng phong phú thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng tạo không khí thi đua sôi nổi tích cực trong đoàn viên thanh niên góp phần nâng cao nhận thức giác ngộ lý tưởng định hướng chính trị và cổ vũ đoàn viên thanh niên rèn luyện phấn đấu vươn lên trong lao động học tập và công tác xung kích đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị các phong trào hành động cách mạng được đẩy mạnh như phong trào thanh niên tình nguyện phong trào tuổi trẻ xung kích xây dựng nông thôn mới xung kích bảo vệ tổ quốc cùng với đó, Đoàn Thanh niên xã An Phú cũng đã tổ chức tốt chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, Đoàn xã An Phú tổ chức mở nhiều lớp giáo dục chính trị tư tưởng cảm tình đoàn cho hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên, triển khai có hiệu quả cuộc vận động tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, huy động đoàn viên thanh niên giúp đỡ và tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, trẻ em khó khăn trên địa bàn. Về phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đoàn xã huy động nguồn xã hội hóa xây dựng hơn 3,5 km đường điện thắp sáng làng quê, trị giá 40 triệu đồng, trồng mới gần 1 km hàng rào xanh, duy trì 5 tuyến đường thanh niên tử quản, huy động hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia làm giao thông nông thôn thủy lợi nội đồng, chỉnh trang vườn hộ, di rời hàng rào, đổ sân bê tông, đảm nhận và hỗ trợ xây dựng 8 vườn mẫu đạt chuẩn. Trong nhiệm kỳ qua, toàn xã có 9 đoàn viên thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, có 5 đoàn viên được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, có 5 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ với thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, Đoàn thanh niên xã An Phú cũng đã làm tốt công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Với khẩu hiệu hành động đoàn kết tiên phong sáng tạo đồng hành phát triển, Đại hội Đoàn xã An Phú nhiệm kỳ 2022-2027 đặt ra mục tiêu 100% đoàn viên thanh niên được quán triệt học tập nghị quyết đại hội đảng đoàn các cấp, chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ít nhất 90% đoàn viên thanh niên và 100% chi đoàn có hình thức sáng tạo triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 100% tri đoàn tổ chức các hoạt động thực hiện cuộc vận động xây dựng xã 30, tỷ lệ tập hợp thanh niên trên 70%, tham gia tốt câu lạc bộ ngân hàng máu sống và giúp đỡ hỗ trợ các gia đình chính sách, cựu thanh niên sung phong, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thành lập mới 5 mô hình kinh tế thanh niên, đảm nhận 10 công trình phần việc thanh niên, hoàn thành các chỉ tiêu do Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã phân công đảm nhận thực hiện với tinh thần dân chủ đổi mới, đại hội đại biểu đoàn thanh niên xã An Phú nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới. Đồng chí Dương Văn Cầu được tín nhiệm bầu tái giữ chức bí thư đoàn xã An Phú nhiệm kỳ 2022-2027 với hình thức bầu trực tiếp.